Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S24. Và hôm qua giờ thì cô thấy có nhiều anh em nhắn tin vô Zalo của cô, nói cô là cô ơi soi hàng cái nhân vật này đi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng soi hàng nhân vật này. Và cái nhân vật này là nhân vật thích va nhẹ. Đây anh này đây anh em. Đó, môn phái đòn thì chỉ. Chúng ta hãy cùng xem anh ấy build đồ như thế nào mà hôm qua nay có nhiều anh em nhắn tin cho cô hỏi về cái nhân vật này. Hiện tại cô đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%, bán kim long, thu khí linh tất cả server, up kim tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ chạy lên bài Yamin, dịch vụ treo ạc 24/24 và dịch vụ biểu ạc. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cô, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi, anh thích va nhẹ hiện tại là anh ấy đang là môn phái đoàn thị chỉ với số tài phú là 3.730.341. Anh ấy đã full luôn nguyên một set cùng quá cộng 16 rồi. Nói chung ở server này là tầm khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu là full rồi anh em. Sinh lực của anh ấy là 330k, tấn công là 26k, khí linh là 141, né tránh của anh ấy là 6k5, bảo hòa né là 6k6, biểu chỉ số bảo hòa né rất là cao nha anh em. Thể chất là 2k, thân pháp là 1k7. Vũ khí của anh ấy hiện tại đang sử dụng đó chính là tấn công nè, bộ hòa kháng tất cả, chí mạng, sức mạnh, thổ công và hút sinh lực. Sử dụng là quả công với lại bộ hòa kháng tất cả. Anh ấy sử dụng ngũ hành nhập hóa 1, 2, 3 viên ngũ hành nhập hóa, sử dụng hút sinh lực, có một viên khuếch đại sát thương. Này là chắc có thể là để giảm thiểu cái khả năng gặp những môn phái hệ thổ à. Có nhiều anh em có nhiều cách build lắm nha anh em, chứ không phải là build phải y chang như là những anh top khác là mới mạnh. Có nhiều anh em họ tự build cho cái ạc của họ, như vậy là cái ạc của họ sẽ khỏe đối với cái bản thân của họ đó. Nên là cái việc mà build ạc, build đồ thì cái này là tùy mọi người thôi. Đó là không có một cái cách build nào mà chuẩn 100% như hết đó, chỉ là quan trọng anh em sử dụng như thế nào thôi. Rồi, cái dây chuyền hiện tại là phản đòn nè, thân pháp kháng chí mạng, sinh lực tối đa, bỏ qua né tránh, thể chất anh ấy sử dụng là kháng chí mạng, sử dụng full kháng chí mạng luôn anh em. Rồi, qua cái nhẫn anh ấy sử dụng đó chính là bỏ qua né tránh, miễn sát thương chí mạng, thể chất chí mạng, thân pháp kháng mộc, thuộc tính thêm là thân pháp kháng chí mạng mà anh ấy sử dụng full luôn bỏ qua kháng thủy. Qua cái ngọc bội thì anh ấy sử dụng là kháng kim, sinh lực tối đa, thân pháp chí mạng, thể chất và bộ qua né tránh, thuộc tính thêm là kháng thổ với lại kháng chí mạng, quả công ngoại. Rồi, qua cái phù thì anh ấy sử dụng bộ qua né tránh, hút nội lực, thân pháp kháng chí mạng, sinh lực tối đa, kháng thủy, thuộc tính thêm là thân pháp với lại kháng hỏa. Rồi, anh ấy sử dụng là mộc công ngoại, full mộc công ngoại. Qua cái nón ấy sử dụng là thân pháp kháng chí mạng, kháng mộc, né tránh, hồi sinh lực mỗi nửa giây, sát thương chí mạng, sử dụng là kháng chí mạng. Rồi anh ấy đẩy full luôn đá sinh lực, không có đá chí mạng hay sao á, nên là đẩy full luôn đá sinh lực với lại thể chất anh em. Rồi qua cái bao tay ấy sử dụng là chí mạng, thể chất, miễn sát thương chí mạng, thân pháp sinh lực với lại né tránh. Rồi anh ấy là sử dụng là kháng thủy với là kháng chi mạng, sử dụng phản đòn tầm xa rất là nhiều nha. Rồi qua cái áo thì anh ấy sử dụng là né tránh, thân pháp kháng chi mạng, kháng tất cả, thể chất kháng thổ, kháng chi mạng, bỏ qua né tránh, bỏ qua kháng thủy, sử dụng bỏ qua kháng tất cả full luôn. Qua cái đai thì anh ấy sử dụng là hồi sinh lực mỗi nửa giây, kháng chi mạng, thân pháp kháng kim, né tránh, bỏ qua né tránh. Anh ấy sử dụng là thuộc tính thêm kháng chi mạng. Anh này sử dụng kháng chi mạng rất là nhiều nha anh em, sử dụng kháng chi mạng rất là nhiều. Rồi qua cái đôi giày thì sử dụng tỷ lệ hồi sinh lực, né tránh, sinh lực tối đa, hồi sinh lực mỗi nửa giây, thể chất, thân pháp, sử dụng là né tránh và kháng chi mạng, còn lại là sử dụng full phản đòn tầm cận chiến. Anh ấy không chơi miễn sát thương chi mạng nha, chơi kháng chi mạng.
cái ấn quốc công. Ấn quốc công rất là lợi thế nha anh em. Có lục khí hóa ngọc công này sẽ giúp cho chúng ta hóa giải được sát thương rất là nhiều luôn á. Rồi, qua cái ấn này nó sử dụng bỏ qua kháng thủy, kháng chi mạng, bỏ qua đi tránh và kháng hỏa. Hạt này là đi quấy nhiễu đối phương. Hạt này mình thấy biêu thủ khá là nhiều. Khảm là khảm 29. Gần lên được 70 viên level 7 rồi. Rồi, khí linh hiện tại là 141. Kỹ năng của anh ấy hiện tại anh tăng, đó chính là anh ấy sử dụng. Anh ấy đã nạp hoàn trả anh em. Nên là sẽ có cuốn tăng cái giới hạn của cái chiêu bị động 30 với lại bị động 40. Đó, anh em có thể tự động lựa chọn để mình có thể mình tăng. Và anh ấy tăng vô chiêu bị động 30. Rồi cái này thì trong cái gói nạp này đây. Đây, cái gói nạp mùa hạ ở những cái server 139 thì nó cái gói nạp 1 triệu thì cho nó sẽ có một cái cuốn như thế này. À, nên là cái việc mà anh ấy có được cái bị động là anh em có thể nhìn thấy là anh ấy sử dụng bị động 2 chiêu. Còn lại là bị động full hết. Anh ấy tăng full lăng ba di bộ, tăng full đánh thường, tăng full nhất dương chỉ và tăng full cái huyền băng cù kiếp. Đồng hành anh ấy sử dụng là cái con Đông Phương Nhật Hàn. Tăng bỏ qua kháng tất cả, tăng kim công. Rồi Yến Tiểu Lâu, đẩy full Yến Tiểu Lâu luôn anh em. Vân Tuyết Sơn là tăng bỏ qua để tránh hồi sinh lực mỗi đôi giây với lại Thiên Thiên. Rồi mật tịch thì chắc chắn là mật tịch thì bây giờ là cỡ mấy ông này mật tịch thì cũng có thể anh em có thể nhìn thấy là full hết tất cả rồi đúng không? Rồi thú cưỡi này hình như là chưa lên thú cưỡi bậc, chưa lên thú cưỡi bậc 4 anh em. Thì mình nhớ thú cưỡi bậc 4 là màu đen á. Trang bị của anh ấy trận pháp, trận pháp sử dụng là thủy công kháng thủy, bỏ qua kháng thủy. Những trận quyết là xài bỏ qua kháng thủy, miễn sát thương chi mạng, kháng phản đòn, thủy công, bỏ qua né. Kinh mạch của anh ấy hiện tại này là tăng cái chiêu 3 tăng được tấn công. Này là tăng chiêu 1 cao, 1 cam là tăng bỏ qua kháng tất cả. Và cái này được 2 dòng là tăng bỏ qua kháng tất cả với lại thể chất. Đây, nhân vật mà anh em muốn cua làm đó chính là anh thích pha nhẹ. Không biết là anh ấy có cái trong tim thứ dữ gì hay không. Đây coi coi, Big Banana. Đây đúng rồi, trong tim này nên là mọi người đều kêu cua soi hàng anh này. Tại vì cái team Super Banana là cái team của anh iBuy, có anh iBuy với anh Lâm Anh rất là mạnh đúng không? Coi cái người còn lại, khả năng là mọi người đều muốn xem cái người còn lại họ build đồ như thế nào. Đó, anh em cũng có thể nhìn thấy. Và hiện tại là đã đến vòng số 3 rồi mọi người. Đến ngày thi đấu thứ 3 đúng không? Thì cái team Tam Quốc vẫn giành chiến thắng, vẫn là 100% tháng 18. Và team Super Bananas, nhiều anh em nói là do chưa đánh, nhưng mà thật sự là team này bị thua một trận nha mọi người. Bị thua nha. Nên là nhớ anh em nào chưa biết rõ thông tin thì anh em có thể nắm bắt rõ. Rồi còn lại thì các team còn lại thì anh em có thể nhìn thấy là họ 14 trận. Hai team đầu đang so kè rất là dữ dội. Quá dữ dội luôn anh em, kinh khủng. Và đừng quên hiện tại cô đang làm dịch vụ treo ạt, biêu ạt, nạp chiếc khấu, dinh nhanh, dinh chậm, nạp kiếm tôm, úp hoàn trả. Lưu ý là những anh em nạp hoàn trả sẽ được mua kim long giá ưu đại so với server. Nên anh em có nhu cầu có thể nhắn tin vào Zalo Sun Goku 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết. Oh yeah. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nhỏ nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.